Hoàng Thái Cực, hoàng đế sáng lập Triều Thanh. Với việc không ngừng mở rộng lãnh thổ, Hoàng Thái Cực đã nâng tầm những di sản của vua cha Nỗ Nhĩ Cáp Xích lên một tầm cao mới khi kiến lập nên Đại Thanh Quốc. Những nỗ lực của ông, nhất là về mặt quân sự, đã giúp Đại Thanh gần như nhìn thấy cơ hội tiến vào Trung Nguyên. Dù Hoàng Thái Cực qua đời ngay trước ngưỡng cửa vinh quang, nhưng những người kế thừa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiến vào Bắc Kinh, kết thúc về cơ bản sự thống trị của nhà Minh và người Hán trên lãnh thổ Trung Quốc. Lên ngôi nhờ thỏa hiệp. Hoàng Thái Cực sinh ngày 28 tháng 11 năm 1592, là con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và người vợ thứ Diệp Hách Na Lạp Mạnh Cổ Triết Triết. Hầu hết các sách sử Trung Quốc đều thống nhất chép tên ông là Hoàng Thái Cực. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây chỉ là cái tên được đặt sau khi con cháu nhà Thanh muốn nêu bật vai trò của ông. Các tài liệu điển tịch Hán ngữ thời Thanh Sơ thường chép tên Hoàng Thái Kê hoặc Hoàng Thái Cát. Mãi đến thời Càn Long, tài liệu chính thống mới ghi chép là Hoàng Thái Cực. Năm 1603, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tấn công bộ tộc Diệp Hách Na Lạp. Mạnh Cổ Triết Triết uất hận mà chết, bỏ lại con trai Hoàng Thái Cực khi đó mới 11 tuổi. Về sau, khi lên ngôi, Hoàng Thái Cực truy tôn thụy hiệu của mẹ là Hiếu Từ Chiêu Hiến Kính Thuận Nhân Huy Đức Ý Hiện Khánh Thừa Thiên Phụ Thánh Cao Hoàng Hậu, hay gọi ngắn gọn là Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu. Từ lúc niên thiếu, Hoàng Thái Cực đã được theo cha và các anh tham gia nhiều cuộc chinh phục các bộ tộc khu vực Đông Bắc Trung Quốc và được đánh giá là một chiến binh hăng hái, can đảm. Không những thế, ông còn tỏ ra là người có kiến thức, giải quyết mọi việc được giao rất nhanh chóng và đúng đắn. Vì vậy, tuy chỉ là người con thứ 8 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nhưng ông vẫn được vua cha tin cậy giao cho vị trí tứ bối lặc, chỉ huy chính Bạch Kỳ trong Bắc Kỳ Nữ Chân. Sau cái chết của Thái tử Chữ Anh, người con trai thứ hai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Đại Thiện giữ ngôi vị đại bối lặc, nhưng vẫn không được lập làm người thừa kế mà chỉ được xem là một hòa thạc bối lặc. Không lâu sau, đến lượt Đại Thiện và tam bối lặc Mãn Cổ Nhĩ Thái dính vào một vụ bê bối cung đình. Chính vì vậy, cho đến trước khi qua đời, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn chưa kịp chỉ định người kế vị. Ông chỉ kịp trao quyền quản lý Ba Kỳ cho Đại Phi A Ba Hợi, để sau này giao lại cho ba người con trai của bà là A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạt. Cuộc tranh chấp ngôi vị đại hãn vì vậy đã nổ ra quyết liệt giữa các vị hòa thạc bối lặc. Đại bối lặc Đại Thiện vốn đã mất nhiều ảnh hưởng. Mãn Cổ Nhĩ Thái vì chuyện giết mẹ đẻ nên cũng mất uy tín. A Mẫn không có quyền kế vị. Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạt thì còn quá nhỏ tuổi. Ngôi vị đại hãn lúc bấy giờ chỉ còn là sự tranh chấp giữa hai cái tên A Tế Cách và Hoàng Thái Cực. Cuối cùng, bằng cách thỏa hiệp, Hoàng Thái Cực đã tranh thủ được sự ủng hộ của Đại Thiện, A Mẫn, Mãn Cổ Nhĩ Thái, đồng thời công kích sự thiếu kinh nghiệm của các vị hòa thạc bối lặc trẻ tuổi và sự lũng đoạn của người mẹ kế A Ba Hợi. Ông hứa sau khi được ủng hộ lên ngôi sẽ kính trọng các anh, yêu mến con cháu và làm lễ kết nghĩa với ba đại bối lặc, đồng thời đề nghị mời cả ba vị đại bối lặc cùng dự bàn việc quốc chính. Kế hoạch của Hoàng Thái Cực cuối cùng cũng thành công. Vào tháng 9 âm lịch năm 1626, bối lặc Đại Thiện tuyên bố trước đại điện: Hoàng Thái Cực là người tài đức đứng đầu, rất được lòng nhân tâm. Mọi người đều đồng lòng cùng nhau tôn người lên ngôi đại hãn. Lời tuyên bố kết thúc, các quý tộc khác cũng đồng lòng ủng hộ Hoàng Thái Cực lên kế vị với danh hiệu Khoang Ôn Nhân Thánh Hoàng Đế của nước Hậu Kim. Từng bước củng cố ngôi vị. Dù ở ngôi đại hãn, nhưng thực tế, Hoàng Thái Cực chỉ nắm quyền lực trong các kỳ mà ông quản lý. Không những thế, cả ba vị đại bối lặc Đại Thiện, A Mẫn, Mãn Cổ Nhĩ Thái và các vị kỳ chủ khác, anh em nhà Đa Nhĩ Cổn, còn có quyền cùng nghị bàn quốc chính, chế độ bát nghị, khiến Hoàng Thái Cực bị chế ngự. Để thực sự nắm quyền tối cao, ông đã lần lượt thực hiện các biện pháp để loại trừ những nguy cơ đe dọa ngôi vị. Mục tiêu đầu tiên chính là người mẹ kế A Ba Hợi và ba người con của bà, gồm A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạt. Theo di chiếu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, A Ba Hợi khống chế đến Ba Kỳ, thế lực lớn mạnh. Tương truyền, ngay sau khi lên ngôi, Hoàng Thái Cực đã bức mẹ kế tự sát. A Tế Cách vi phạm một lỗi nhỏ mà bị phạt giáng cấp, quyền kiểm soát chính Lam Kỳ bị thu lại. Riêng với Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạt, Hoàng Thái Cực tìm mọi cách để lôi kéo, phong nhiều danh hiệu để họ không công kích gây nên rối loạn. Đại Thiện, A Mẫn và Mãn Cổ Nhĩ Thái là mục tiêu tiếp theo. Năm 1630, Hoàng Thái Cực cử A Mẫn mang quân đi phòng giữ bốn thành mới chiếm được là Thủy Bình, Loan Châu, Thiên An, Tôn Hóa. Không ngờ bốn thành đều bị quân Minh đột kích,
được dịp, ông lập tức tuyên bố A Mẫn phạm 16 tội lớn, xóa bỏ vị trí Bối Lạc, tước ngôi vị kỳ chủ, xử tù chung thân. Sau khi chiến dịch Đại Lãng Hà kết thúc, Hoàng Thái Cực quyết định tước binh quyền của Mãn Cổ Nhĩ Thái vì tội bất kính trước đó, thu quyền quản lý 95 kỳ. Năm 1632, Mãn Cổ Nhĩ Thái chết trong ngục. Đại thiện ý thức được tình thế, buộc phải chấp nhận từ bỏ chế độ ba vị đại Bối Lạc cùng ngồi ngang hàng nghị bàn việc triều chính với Đại Hãn. Từ đây, ngôi vị tối cao của Hoàng Thái Cực đã được xác lập. Tuy nhiên, về thực lực, Đại thiện vẫn còn nhiều ảnh hưởng trong Bắc Kỳ, vẫn nắm quyền khống chế hai kỳ Hồng. Tháng 9 năm 1635, nhân một lỗi nhỏ của Đại thiện, Hoàng Thái Cực đã tước bỏ ngôi vị đại Bối Lạc, thu lại quyền kiểm soát hai kỳ Hồng. Qua sự kiện này, thế lực của Đại thiện không còn cách nào để phục hồi. Đối thủ lớn cuối cùng của Hoàng Thái Cực đã bị triệt tiêu. Dù không còn vị kỳ chủ nào có thể đe dọa vị trí độc tôn, nhưng Hoàng Thái Cực vẫn áp dụng tiếp những biện pháp đề phòng. Kết cục, ông nắm trực tiếp trong tay ba thượng tam kỳ, gián tiếp khống chế ba kỳ khác. Giờ đây, mọi mệnh lệnh đều được ban ra từ một người là Đại Hãn. Hoàng Thái Cực đã trở thành vị quân chủ chuyên chế duy nhất, quyết định vận mệnh của nước Hậu Kim. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Tiếp tục mở rộng bờ cõi. Việc mở rộng bờ cõi là một bước nằm trong sự tính toán của Hoàng Thái Cực. Bây giờ, nước Hậu Kim nằm giữa ba nước lớn, phía Nam giáp Triều Tiên, phía Tây giáp Mông Cổ và phía Tây Nam giáp với Đại Minh. Nhận thấy Triều Tiên là mối họa lớn nhất, trong hai năm 1627 và 1636, quân Kim và sau đó là quân Thanh đã hai lần đưa quân xâm lược. Triều Tiên nhanh chóng thua trận và phải làm chư hầu của nhà Thanh cho tới tận khi chiến tranh Thanh-Nhật kết thúc. Sau chiến dịch Triều Tiên lần thứ nhất, Hoàng Thái Cực chinh phạt Mông Cổ. Sau hàng loạt cuộc chinh phạt diễn ra trong 5 năm, vị đại hãn cuối cùng của người Mông Cổ phải đào tẩu và chết trên đường tới Tây Tạng. Năm 1635, Hoàng Thái Cực được các quý tộc Mông Cổ suy tôn làm đại hãn. Từ đây, Mông Cổ trở thành một phần của đế chế Mãn Thanh. Giờ đến kẻ thù khó nhằn nhất, Minh Triều. Ngay khi vừa lên ngôi, Hoàng Thái Cực đã tuyên bố sẽ báo thù cho cha. Ông tiếp tục cuộc nam chinh đánh nhà Minh đang gián đoạn của cha mình, đích thân thống lĩnh đại quân. Tuy nhiên một lần nữa, quân Minh dưới sự chỉ huy của Viên Sùng Hoáng đã đánh cho quân Hậu Kim đại bại, giành chiến thắng ở Ninh Viễn, Cẩm Châu. Đợt đột kích tiếp theo vào thành Bắc Kinh của Hậu Kim cũng không thành. Hai lần bại dưới tay Viên Sùng Hoáng, nhưng thông qua mạng lưới tình báo, Hoàng Thái Cực biết tin nhà Minh, đặc biệt là Sùng Trinh Hoàng đế, đang nghi ngờ Viên Sùng Hoáng nên đã lập kế ly gián. Quả nhiên, vua tôi nhà Minh đều trúng kế. Sùng Trinh lập tức triệu Viên Sùng Hoáng vào triều vấn tội, rồi hạ lệnh bắt ông vào ngục. Tháng 8 năm 1630, Viên Sùng Hoáng bị khép vào tội dối vua phản quốc, bị xử ngũ mã phanh thây, vợ con bị bắt đi đày. Kể từ đây, nhà Minh không còn ai đủ tài năng để chống lại Hoàng Thái Cực. Trong những năm sau đó, ông cứ mặc sức tung hoành, tiến hành chiến tranh tiêu hao với nhà Minh. Cải cách cho mai sau. Nếu như Nỗ Nhĩ Cáp Xích là một võ tướng tài ba, thì Hoàng Thái Cực lại là một nhà chính trị kiệt xuất. Từ nền móng của cha để lại, ông đã tiến hành hàng loạt cải cách để phát triển một quốc gia phong kiến hùng mạnh. Đáng tiếc là ông không kịp nhìn thấy cơ nghiệp của mình hoàn thành. Về quốc hiệu, sau khi thâu tóm hết quyền lực vào tay mình, năm 1636, Hoàng Thái Cực đổi tên nước từ Đại Kim thành Đại Thanh và lên ngôi hoàng đế. Ông cũng đổi niên hiệu từ Thiên Thông thành Sùng Đức, truy tôn Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Thái Tổ Vũ Hoàng đế, sau cải thành Thái Tổ Cao Hoàng đế, sử sách gọi là Thanh Thái Tổ. Ông định kinh đô của nhà Thanh tại Thịnh Kinh, đổi tên thành Thẩm Dương, nhưng thế hệ sau đã dời về Bắc Kinh để nắm cục diện khống chế toàn quốc. Về dân tộc, năm 1635, Hoàng Thái Cực đổi tên tộc người của mình từ Nữ Chân thành Mãn Châu. Hiện tại, người ta vẫn chưa rõ vì sao ông lại chọn cái tên này. Tiếp đó, ông trả tự do cho tù nhân, nô lệ người Hán, bổ nhiệm và trọng dụng nhiều quan viên người Hán và người Mông Cổ có tài, cũng như chú trọng việc chiêu dụ các đối thủ về phục vụ cho mình. Điển hình là Hồng Thừa Trù, Khổng Hữu Đức và Cảnh Trọng Minh, Phạm Văn Trình. Đây có thể coi là một tư tưởng cấp tiến. Về nội chính, Hoàng Thái Cực củng cố chế độ tập quyền của Đại Hãn, bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa các thế lực quý tộc Mãn bảo thủ. Ông cũng xây dựng một chế độ quan lại quy củ, tham khảo quan chế của nhà Minh, xác lập cơ chế tuyển chọn quan lại theo tài năng, không phân biệt sắc tộc. Về quân đội, quân Đại Thanh dưới thời Hoàng Thái Cực đảm bảo cả về chất và lượng.
Quân Thanh từ việc chỉ có sở trường cơ động của các kỳ binh, giờ đã trở nên đa dạng, bổ sung lẫn nhau về kỹ thuật, sở trường tác chiến. Ngoài những chiến binh Mãn Châu dũng mãnh, Bắc Kỳ còn được bổ sung thêm lực lượng kỵ binh Mông Cổ thiện chiến, lực lượng quân Hán có sở trường đánh bộ, công thành, chiếm đất, giữ dân. Đây là tiền đề để Đại Thanh chủ động mở những chiến dịch quy mô tấn công Đại Minh sau đó. Qua đời khi nghiệp lớn sắp thành. Trong hậu cung của Hoàng Thái Cực, các phi tần đều là những người có quan hệ họ hàng với nhau và thậm chí có quan hệ họ hàng với chính hoàng đế. Những cuộc hôn nhân cận huyết này không chỉ bắt nguồn từ quan niệm của người Mãn Châu, mà nó còn mang yếu tố chính trị, với mục đích củng cố vương quyền trong tay hoàng tộc. Tuy nhiên, chính những cuộc hôn nhân này khiến tôn thất thuộc dòng họ Ái Tân Giác La đều có tuổi thọ không cao. Chỉ tính riêng con cái của Hoàng Thái Cực đã có khoảng 20% hoàng nam, hoàng nữ bị chết yểu. Người vợ nổi tiếng nhất của Hoàng Thái Cực là Đại Ngọc Nhi, được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của tộc Mãn Mông. Sau khi lấy ông, Đại Ngọc Nhi được phong làm Trang Phi ở tại Vĩnh Phúc Cung. Bà sinh ra hoàng tử Phúc Lâm, sau này là vua Thuận Trị. Bản thân cũng được sắc phong là Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu. Trong khi tình hình chiến sự đang diễn biến rất thuận lợi, Hoàng Thái Cực lâm bệnh và bất ngờ qua đời vào ngày 21 tháng 9 năm 1643. Một số ý kiến cho rằng ông mất vào năm 1644. Tuy nhiên, cái chết của ông không hề làm suy yếu tham vọng của người Mãn Châu. Với những nền tảng mà Hoàng Thái Cực đã xây dựng, những người kế tục ông đã hoàn tất sự nghiệp chinh phục nhà Minh vào năm 1644, mở ra thời đại nhà Thanh cai trị Trung Quốc trong gần 300 năm. Cũng như cha mình, Hoàng Thái Cực chưa kịp chỉ định người nối ngôi trước khi qua đời. Vì vậy, sau khi ông chết, cuộc tranh chấp ngôi vị giữa con trai trưởng là Hào Cách và người em cùng cha khác mẹ của ông là Đa Nhĩ Cổn đã nổ ra. Cuối cùng, hai bên chấp nhận giải pháp dung hòa, tôn Bối Lạc Phúc Lâm, người con trai thứ 9 của Hoàng Thái Cực lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Thuận Trị, tức Thanh Thế Tổ. Sau khi lên ngôi, Hoàng đế Thuận Trị đã phong thủy hiệu cho cha là Ứng Thiên Hưng Quốc, Hoàng Đức Chương Vũ, Khoan Ôn Nhân Thánh, Duệ Hiếu Văn Hoàng đế, qua các đời vua Khang Hy, Ung Chính và Càn Long. Thủy hiệu của ông đầy đủ là Ứng Thiên Hưng Quốc, Hoàng Đức Chương Vũ, Khoan Ôn Nhân Thánh, Duệ Hiếu Kính Mẫn, Chiêu Định Long Đạo, Hiển Công Văn Hoàng đế. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!